Thưa quý vị và các bạn, thế giới thì hiện nay có hơn 400 triệu ca mắc COVID-19, trong số đó thì có đến 89,9% số ca đã khỏi bệnh. Thế nhưng chưa dừng lại ở đó thì nhiều người khỏi bệnh rồi lại tiếp tục phải đối mặt với các triệu chứng có hiện tượng được gọi là hậu COVID-19 hay là COVID kéo dài. Đến nay thì cuộc chiến chống COVID-19 của chúng ta đã có các công cụ như là tiêm chủng này, thuốc kháng virus, nhưng với hội chứng COVID kéo dài mà cũng ảnh hưởng lớn tới người mắc thì đã có những tiến triển nào trong nghiên cứu và liệu rằng là đã có cách nào để chúng ta hạn chế được các triệu chứng này hay chưa? Để bàn luận về vấn đề này thì chương trình Sống khỏe mỗi ngày ngày hôm nay chúng tôi đã mời tới trường quay thạc sĩ bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Đăng Tố, giám đốc bệnh viện dã chiến số 1 điều trị COVID-19 tỉnh Phú Thọ. Vâng, xin chào bác sĩ ạ. Vâng, xin kính chào quý vị khán giả. Và trước khi đến với cuộc trò chuyện cùng với chuyên gia của chương trình thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng theo dõi clip ngay sau đây. Thường xuyên đau đầu, đau cơ, mỏi mệt, giảm khả năng hoạt động não bộ. Có những khi đau ngực như vừa bị vật gì đó rất to và nặng đâm vào. Đây chỉ là một vài trong số 98 triệu chứng khác nhau mà bệnh COVID-19 để lại, được giới y khoa gọi là hội chứng long COVID, tức COVID kéo dài. Hội chứng này đang ảnh hưởng tới chất lượng cuộc sống của nhiều người mặc dù đã khỏi bệnh. Vâng, xin được chào thạc sĩ bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Đăng Tố ạ. Trước tiên xin cảm ơn bác sĩ đã đồng hành cùng với chúng tôi trong chương trình ngày hôm nay. Và có lẽ là rất nhiều người cũng quan tâm tới cái việc này, đó là liệu mình là có thể bình phục lại được sức khỏe hoàn toàn sau khi mà mắc COVID-19 hay chưa, hay là liệu có để lại những cái di chứng gì hay không ạ, thưa bác sĩ? Đây là một câu hỏi mà cũng rất là nhiều người quan tâm, đặc biệt là những người mà đã từng mắc COVID. Đấy, kể cả những người mà chưa mắc mà người ta cũng rất là băn khoăn. Đấy thì để trả lời cho câu hỏi này thì nó cũng tương đối khó, bởi vì đây là một cái bệnh mới và quá trình theo dõi cái tồn tại di chứng là cũng chỉ là mới thôi. Nên là những cái nhận định ban đầu là cũng là sẽ chỉ đưa ra và có những tính chất mà chúng ta tham khảo. Đấy thì cũng phải chia sẻ với các quý vị khán giả là đa phần trên 80% đấy là về tổng số những người mà đã từng mắc bệnh COVID là sau khi điều trị khỏi là hoàn toàn khỏe mạnh, bình thường. Cho đến thời điểm bây giờ các nghiên cứu đã chỉ ra. Đấy, nhưng mà cũng phải chia sẻ thêm, con số đó thì là nó chỉ là con số chung. Đấy, nhưng mà ngoài ra là cũng phải chia sẻ thêm là bởi vì có rất là nhiều nghiên cứu. Có những nhóm nghiên cứu với những bệnh nhân nặng, có những nhóm nghiên cứu với những bệnh nhân tuổi cao, thì là những cái con số nó khác nhau. Có những con số là 20%, 30%, thậm chí 60% là sẽ có những cái triệu chứng hậu COVID. Đấy, để chia sẻ để chúng ta hiểu rõ được cái điều đó. Dạ vâng. Vậy thì bác sĩ có thể chia sẻ để khán giả có thể hiểu rõ hơn là hội chứng hậu COVID là như thế nào và đâu là nguyên nhân mà khiến cho người bệnh sau khi mà khỏi COVID-19 rồi lại mắc một loạt những cái vấn đề về sức khỏe sau khi mà mắc COVID-19? Cũng là một câu hỏi rất là nhiều người quan tâm. Vâng. Thì hội chứng hậu COVID ấy là tổng hợp, một tập hợp những cái triệu chứng, rất nhiều triệu chứng. Ví dụ như là tâm thần kinh, là lo âu, mệt mỏi, giảm tập trung. Về hô hấp thì là khó thở, tức ngực, ho kéo dài. Về tim mạch thì đau tức ngực, hay là có những bệnh lý về cơn đau thắt ngực, suy tim, vân vân. Hay là những cái cơ quan khác, đau bụng do tiêu hóa, hay là có những chức năng vấn đề về thận. Thì tất tần tật những cái câu chuyện đó là tập hợp rất nhiều triệu chứng sau quá trình mình mắc COVID. Thì có rất nhiều quan điểm của các tổ chức, ví dụ như là những cái hiệp hội của Mỹ hay là thậm chí của Tổ chức Y tế Thế giới, thì người ta nói rồi, thì tóm chung lại theo Tổ chức Y tế Thế giới là tất cả những bệnh nhân mà sau khi bị mắc COVID có thể biểu hiện ngay hoặc là sau 4 tuần đấy, và kéo dài ít nhất khoảng 2 tháng. Đấy, có tài liệu thì là kéo dài 1 tháng sau khi mình khỏi COVID mà những cái nhiều triệu chứng đó vẫn tồn tại. Đấy thì người ta gọi là cái hội chứng hậu COVID. Dạ. Thì vậy cái nguyên nhân nó ở đâu? Thì cũng các nhà khoa cũng chỉ ra rồi. Cái con virus ấy, sau khi mà chúng ta điều trị khỏi là chúng ta hết rồi. Đấy, nhưng mà nó có những rối loạn là do những cái đáp ứng miễn dịch, hệ thống mà nó vẫn còn tồn tại dai dẳng. Nó gây ra những cái rối loạn mà trong cái nội tại trong cơ thể chúng ta. Trong mạch máu hay là đi tới các mô tế bào, tất cả các cơ quan đấy, và nó gây rối loạn, ví dụ tim mạch gây rối loạn về vấn đề tim mạch, vào thần kinh gây rối loạn về thần kinh, vào thận hay là vào các cơ quan khác, nó đều gây rối loạn. Và tùy từng người, cái mức độ đáp ứng miễn dịch
mỗi cơ thể nó khác nhau. Có người thì là âm ỉ kéo dài, có người thì rất nhẹ nhàng lại không vị, có những người thì lại là phản ứng quá thì cũng biểu hiện rất là nhanh. Đấy thì là đó là nguyên nhân. Còn ví dụ là những ai là hay bị, những ai không, thì ví dụ là cũng có rất là nhiều nghiên cứu người ta chia sẻ. Ví dụ những người tuổi cao này rất dễ bị, những người mà có bệnh lý nền từ trước, suy thận hay là những bệnh mãn tính nặng từ trước cũng bị. Đấy, hay là những người mà trải qua những cái tình trạng nặng khi mình điều trị COVID. Đấy, ví dụ như là mức độ nhẹ thì là rất ít, nhưng người mà bị mức độ nặng, phải thở máy, phải đặt ống hay phải can thiệp những cái chuyên sâu, thì cái tỷ lệ mà bị hội chứng hậu COVID thì lại rất lớn. Đấy, nôm na đó là những cái nghiên cứu mà người ta đã đưa ra. Từ hơn một năm nay, dịch vụ y tế công quốc gia NHS của Anh đã phải tiếp nhận khoảng 1 triệu bệnh nhân điều trị vô số các triệu chứng mãn tính khác nhau, từ mệt mỏi liên tục đến các vấn đề về vị giác và khứu giác trong nhiều tháng. Có một điểm chung, họ là những người đã khỏi COVID-19. Hôm nay, bác sĩ Melissa có lịch khám cho một trong những bệnh nhân đang vật lộn với hội chứng COVID kéo dài. Xin chào, rất vui vì chị đã đến đây. Tôi là bác sĩ Melissa Hyman. Tôi là bác sĩ tư vấn về hô hấp. Hầu hết các bệnh nhân được giới thiệu đến đây đều là những người đã khỏi COVID-19 rồi, nhưng vẫn còn di chứng. Sau 2 đến 3 tuần sau khi điều trị khỏi COVID-19, tôi nghĩ rằng cơ thể đã hồi phục lại bình thường. Nhưng tôi đã bị một cơn đau tim. Tôi đã định viết một tấm thiệp cho chồng mình, nhưng không thể. 40 phút, tôi không thể cầm được bút lên và mở nắp ra. Tôi cũng không thể cầm điện thoại được và thậm chí là xoa lưng cho con trai. Hầu hết các bệnh nhân đến đây sẽ được hướng dẫn trị liệu, kết hợp dùng thuốc và chỉ định điều trị ngoại trú. Thường các bác sĩ sẽ điều trị đích vào các triệu chứng cụ thể của mỗi bệnh nhân. Quá trình phục hồi cũng giống như việc ghép lại những mảnh vỡ trong cơ thể mà COVID-19 gây ra và có thể mất nhiều tháng trời. Thông thường thì cái hội chứng hậu COVID-19 này hay là COVID-19 kéo dài ấy, thì nó sẽ kéo dài bao lâu ạ? Và sẽ cần phải can thiệp để chẩn đoán này cũng như là điều trị như thế nào, hay là nó sẽ tự khỏi ạ? Cũng như chia sẻ ngay từ lúc đầu, là ngay từ cái định nghĩa của Tổ chức Y tế Thế giới ấy, đấy tức là có thể là biểu hiện ngay từ lúc bị mắc và thường là sau 4 tuần đấy, hoặc là có những tài liệu là sau 2 tuần đấy, thì là sau 4 tuần và sau 2 tháng và nó kéo dài thì tùy từng người. Ví dụ có người là sau 1 tháng đã biểu hiện, có người sau 3 tháng đã thể hiện, có người sau 6 tháng vẫn kéo dài. Đấy thì là câu chuyện là tùy từng cơ địa mỗi người. Dạ vâng. Thế thì chúng ta đã có thể can thiệp để điều trị được với những cái hội chứng này hay chưa? À, chính vì như vậy thì là cái lộ trình tùy từng cơ địa mỗi người mà cái thời gian biểu hiện nó kéo dài khác nhau. Đấy thì và cái mức độ ảnh hưởng nghiêm trọng. Tức là có nghiêm trọng và đã rất là nhiều người là cái mức độ biểu hiện và khi mà người ta tăng cái mức độ trầm cảm lên một mức tương đối nặng nề. Thì là chính vì như thế mà thế giới đã đưa ra là phải can thiệp sớm cái hội chứng hậu COVID. Thì vậy thì một cái lời khuyên là gì? Là bởi vì cái lộ trình là như vậy, nên là sau khi những người mà đã từng bị mắc bệnh COVID, chúng ta phải nên thăm khám sớm để được tư vấn, để được có những cái lộ trình điều trị và chăm sóc. Có những cái người mà phải sau 1 tháng là mình khám lại ngay, có những người sau 3 tháng. Đấy, và ít nhất 3 tháng và mình có thể 3 tháng, 6 tháng và thậm chí hơn nữa. Vâng, tức là chúng ta cũng phải quan tâm tới sức khỏe của mình hơn sau, nhất là sau khi mà mắc COVID-19 đúng không ạ? Vâng, được biết là phổi thì là cơ quan mà bị tổn thương nghiêm trọng nhất sau cái quá trình mà bị nhiễm COVID-19 ấy. Vậy thì còn có những cái nội tạng nào khác mà có khả năng cũng bị tổn thương tương tự như vậy không ạ, thưa bác sĩ? Đấy, chia sẻ với tất cả quý vị độc giả là cái phổi là nổi lên. Vâng. Nổi lên và trầm trọng mà gây ra cái rất là nhiều người tử vong. Dạ. Đấy, và cái biến chứng mà sau khi mình bị mắc bệnh COVID, đặc biệt là mắc COVID mức độ nặng, thì cái tỷ lệ sơ phổi hay cái tỷ lệ mà nó di chứng vấn đề tại phổi rất nhiều và cũng tương đối nặng nề. Dạ. Đấy, nhưng mà nó không chỉ là ở tại phổi. Dạ. Bởi vì đây là cái bệnh lý mà nó là đáp ứng miễn dịch hệ thống đa cơ quan, tất cả các cơ quan trong cơ thể con người, nên là cơ quan nào cũng bị ảnh hưởng. Đấy, và trước mắt là người ta đã nói rồi, ví dụ
thần kinh, ví dụ tim mạch, ví dụ nội tiết, đó là tuyến giáp, tụy, thận, da, mạch máu. Đấy, tất tần tật các cơ quan, mà còn những cái cơ quan nào cũng bị, và cái mức độ nặng nhẹ hay là mức độ bị ảnh hưởng thì tùy từng cơ địa nó thể hiện. Với người này thì mắc cơ quan này, với người kia mắc cơ quan kia. Dạ, vâng. Vậy thì với mà bệnh nhân mắc COVID-19 ấy, thì trong cái quá trình hồi phục chắc chắn là cần phải đảm bảo một cái chế độ dinh dưỡng rất là cần thiết. Vậy thì cái chế độ dinh dưỡng như thế nào thì sẽ là giúp cho cái bệnh nhân có thể hồi phục một cách nhanh chóng về cả thể trạng cũng như là cân nặng, thưa bác sĩ? Thực ra là cái vấn đề dinh dưỡng thì là không chỉ là vấn đề COVID, mà tất cả mọi người thì cái chế độ dinh dưỡng an toàn, đảm bảo đủ chất, đủ lượng. Đấy, và là những cái thực phẩm của chúng ta là thực phẩm sạch. Tất tần tật các thứ đó cũng là một vấn đề chung thôi, chứ không chỉ là riêng cho COVID. Đấy, ngoài vấn đề là đảm bảo đủ calo, đảm bảo đủ các yếu tố, ví dụ như là protein, lipid hay glucid, đảm bảo yếu tố vi lượng. Đấy là chúng ta sẽ giữ cho mình được một cơ thể khỏe. Sau đó là gì? Chúng ta tăng cường những cái chế phẩm thực phẩm mà có nhiều vitamin, đấy, nhiều vi lượng, thì là chúng ta sẽ bồi bổ được cơ thể sức khỏe, thì là cơ thể chúng ta sẽ hồi phục một cách là nhanh chóng. Thế thì ngoài cái vấn đề về dinh dưỡng ấy, thì chúng ta sẽ cần phải làm gì để chúng ta có thể cải thiện được những cái di chứng hậu COVID-19, ví dụ như là có thể là thay đổi cái thói quen sinh hoạt, hay là chúng ta có thể luyện tập thể dục thể thao như thế nào thì nó sẽ là cần thiết ạ, thưa bác sĩ? Chắc chắn rồi. Để giữ sức khỏe, đấy, chúng ta không chỉ là dùng thuốc, chúng ta không thể chỉ là ăn uống, mà chúng ta còn nhiều thứ khác nữa. Ví dụ tập luyện. Đấy, tập luyện là ví dụ như là chúng ta sau khi chúng ta bị mắc bệnh COVID, chúng ta cũng không nên tập luyện một cách là quá mức. Đấy, chọn những bài tập nào nó phù hợp với tình trạng sức khỏe, và chúng ta tập đều đặn hàng ngày, sáng chiều, thì là như vậy là rất là tốt. Đặc biệt là trong những cái bài tập luyện về thể chất, nó có cái bài tập thở, nó tương tự bài tập thở yoga. Đấy, hay là người ta gọi là bài tập thở về phục hồi chức năng, chức năng hô hấp. Đấy, nó là rất tốt cho phổi của chúng ta. Đấy, thì là ngoài cái tập luyện, đấy thì chúng ta cũng là có cái lối sống khỏe mạnh. Đấy, bỏ những cái chất kích thích, đặc biệt là rượu, chất kích thích là cà phê, hay là đặc biệt là thuốc lá. Đấy, chúng ta cũng từ bỏ. Đấy, ngoài ra là gì? Ngoài ra là một cái điều mà quan trọng nhất, chúng ta biết cái lộ trình rồi. Lộ trình là có người thì sau 1 tháng, có người thì sau 3 tháng, có người thì sau 6 tháng hay hơn. Thì để mà chúng ta có cái lộ trình là chúng ta đi khám tầm soát, làm những cái xét nghiệm, và để chúng ta phát hiện sớm ra những cái vấn đề mà chúng ta biểu hiện ở cơ quan nào đó, giống như vừa nãy chúng tôi chia sẻ. Đấy, tim mạch, hô hấp, hay là thận, hay là đa cơ quan, để chúng ta phát hiện sớm và chúng ta có cái can thiệp sớm, để chúng ta là có một cái hồi phục nhanh nhất, an toàn nhất. Vâng, cảm ơn bác sĩ ạ. Vâng, thưa quý vị, hiện nay thì các quốc gia trên thế giới thì đang tập trung toàn lực để cứu sinh mạng của người dân trong cuộc chiến chống COVID-19. Tuy nhiên thì hiện nay Tổ chức Y tế Thế giới và giới khoa học thì đã bắt đầu nghiên cứu về hội chứng COVID kéo dài do tác động không nhỏ của nó tới một bộ phận dân số sau khi đã khỏi bệnh. Và như bác sĩ Nguyễn Đăng Tố cũng vừa mới chia sẻ, thì với những người mắc hội chứng COVID kéo dài thì liệu pháp tốt nhất là tập thể dục để nâng cao sức đề kháng, sớm hồi phục sức khỏe. Và một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn thạc sĩ bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Đăng Tố đã đồng hành cùng chúng tôi và đưa ra những lời khuyên vô cùng hữu ích ạ. Xin chào, cảm ơn bác sĩ. Vâng, xin chào anh. Vâng, cảm ơn bác sĩ ạ. Vâng, và như thường lệ bây giờ sẽ là mục bí quyết sống khỏe. Thưa quý vị, chế độ dinh dưỡng cho người gặp hội chứng COVID kéo dài thì cũng là điều mà chúng ta cần phải lưu ý đến. Chúng ta sẽ phải ăn uống như thế nào là hợp lý với từng loại triệu chứng? Mục bí quyết sống khỏe ngày hôm nay sẽ gợi ý tới quý vị. Chế độ dinh dưỡng cho người gặp di chứng sau mắc COVID-19. Mặc dù không phải tất cả, nhưng một chế độ dinh dưỡng tốt chắc chắn sẽ giúp bạn tăng cường sức khỏe và giảm đáng kể sự khó chịu do các di chứng sau mắc COVID-19 gây ra. Đừng quên, nguyên tắc chung cho tất cả mọi người là chọn lựa thực phẩm đa dạng về chủng loại, cân bằng, chú trọng bù nước, điện giải. Đặc biệt, bạn đừng quên tập thể dục, tránh lo lắng, ngủ đủ giấc nha. Nếu không biết khi bị di chứng sau mắc COVID-19 phải ăn gì, thì bạn có thể tham khảo thêm hướng dẫn của Bộ Y tế. Ớn lạnh, sợ lạnh hay lạnh bụng, đau dạ dày khi ăn đồ sống lạnh, vị hàn. Dễ tiêu chảy, sôi lạnh bụng thì ăn gừng, hành, canh cải xanh nấu gừng, sau mùi. Miệng khô, họng khô, khát nước, nóng bứt rứt thì sử dụng trà xanh, đậu đỏ, đậu xanh, khế, dưa hấu và cả phần vỏ trắng. Xương sâm, nước dừa tươi.
Nếu vẫn còn ho, khạc đờm thì sử dụng lê, bạch quả, ô mai, chân bì, cải thảo, tiến đô. Trường hợp ăn uống không ngon miệng hay chướng bụng thì dùng sơn trà, đậu ván, hoài sơn, phục linh, củ cải, sa nhân. Nếu mất ngủ thì hãy ăn tâm sen, nhãn lồng hoặc vùng nem nhé. Có thể phòng ngừa di chứng sau mắc COVID-19 không? Cách tốt nhất để ngăn ngừa các di chứng sau mắc COVID-19 chính là phòng tránh mắc bệnh COVID-19. Hãy nhớ, đeo khẩu trang tốt hơn đeo máy thở, ở nhà sướng hơn ở bệnh viện. Hãy chung tay thực hiện nghiêm túc việc chống dịch vì bản thân, vì gia đình và vì mọi người. Với những người đủ điều kiện, hãy tiêm vaccine chống lại COVID-19 ngay khi có thể. Virus corona là vô hình, không chữa ai. Do vậy, hãy chủ động bảo vệ sức khỏe của bản thân, gia đình và xã hội. Trong bối cảnh sống chung với đại dịch thì hãy nhớ, không đeo khẩu trang, đừng lang thang ngoài phố nhé! Các nhà khoa học cũng đã chỉ ra rằng là việc tiêm vaccine COVID-19 có thể giúp giảm thiểu hội chứng COVID kéo dài. Vì thế mà để tự bảo vệ mình thì quý vị hãy tiêm vaccine, luyện tập thể dục, có một chế độ ăn uống phù hợp và tốt nhất là tránh để dịch bệnh bằng những biện pháp đơn giản nhất như là đeo khẩu trang, khử khuẩn và giữ khoảng cách. Hy vọng những thông tin trong chương trình ngày hôm nay đã giúp ích cho quý vị. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.